Với bệnh lý suy thận, người bệnh cần phải tuân thủ nghiêm chế độ điều trị và cả chế độ dinh dưỡng để tránh tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn. Những lưu ý trong chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận. Quý vị đang theo dõi chương trình Sống Khỏe trên Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, được ví như một bộ máy lọc tự nhiên, thận đảm nhận chức năng loại bỏ các chất thải, chất lỏng dư thừa ra khỏi máu nhằm bảo đảm và duy trì mọi hoạt động cho cơ thể. Để có một bộ máy lọc luôn khỏe mạnh, hoạt động hiệu quả thì cần phải hiểu và có cách chăm sóc hợp lý, khoa học. Với những người đã mắc bệnh suy thận, một chế độ dinh dưỡng phù hợp lại càng đặc biệt quan trọng. Hơn 10 năm trước, bệnh nhân này được chẩn đoán mắc suy thận độ 2. Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, bệnh nhân được khuyến cáo phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng hợp lý để phòng ngừa nguy cơ bệnh tiến triển. Tuy nhiên, do tính chất công việc, bệnh nhân không thể ăn uống theo chế độ và chỉ sau 4 năm, bệnh trở nặng, bệnh nhân phải lọc máu định kỳ. Đi làm thì mình đi giao lưu rất là nhiều, đi công tác nhiều. Nếu mà gặp đối tác mà ăn uống chẳng nhẽ bây giờ ăn theo chế độ kiêng khem thì rất là khó. Đấy, đồng ra là cái giữ gìn tất nhiên nó cũng giảm đi rất nhiều so với trước đấy. Thế nhưng cái khó khăn nhất của mình đó là cái một là ăn các cái chất có nhiều đạm, hai là uống bia uống rượu. Thế tiếp khách thì cũng phải uống, ăn một tí uống một tí. Nhưng chính cái đấy nó cũng làm cho mình cái thời kỳ bảo tồn của mình nó ngắn lại. Đúng ra mình có thể bảo tồn được 8 đến 10 năm nhưng mình bảo tồn chỉ được có hơn 4 năm thì mình đã phải chạy thận rồi. Những năm gần đây, suy thận do biến chứng của các bệnh chuyển hóa như đái tháo đường, gút không ngừng gia tăng. Nhiều nghiên cứu cho thấy tăng huyết áp, tiểu đường type 2 là nguyên nhân của 2/3 tổng số các ca suy thận, đặc biệt là suy thận giai đoạn cuối. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã lên tiếng cảnh báo về mối liên quan giữa hai bệnh lý béo phì và thận. Béo phì có thể gây tổn hại đến chức năng thận trước khi tiểu đường và tăng huyết áp tác động tiêu cực lên thận và là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý về thận. Ngoài ra, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo tình trạng nhiễm độc thuốc, trong đó có thói quen sử dụng thuốc tùy tiện, không rõ nguồn gốc, sử dụng thuốc đông dược trộn lẫn tân dược cũng là nguyên nhân gây suy thận. Cái nguyên nhân mà gây ra suy thận hiện nay cũng như trên thế giới thì nguyên nhân hàng đầu đó là bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường. Ngoài ra thì có những cái yếu tố khác nó gây ra gia tăng các bệnh thận, đó là người dân chúng ta sử dụng thuốc một cách là theo ý muốn của mình đấy. Chứ còn không có tư vấn của nhân viên y tế hoặc là sử dụng các thuốc nam, thuốc bắc, những cái thuốc dân tộc mà không rõ nguồn gốc, những thuốc giảm đau chống viêm mà chúng ta hơi đau tí chúng ta đã đi sử dụng thuốc đó làm ra chúng ta là ảnh hưởng đến chức năng thận. Ngoài ra thì hút thuốc lá hay là những người thừa mà béo phì thừa cân cũng là những đối tượng mà nguy cơ bị bệnh thận. Còn yếu tố về những cái gia đình mà có những người đã mắc bệnh thận, đặc biệt là có những cái suy thận rồi thì đó cũng là một những đối tượng mà nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn. Những người mắc bệnh thận mãn tính, bên cạnh việc điều trị cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, bởi thận là cơ quan có chức năng bài tiết chất độc, các chất không cần thiết trong cơ thể và lọc máu. Theo các chuyên gia, dinh dưỡng đối với bệnh nhân thận mãn tính chính là một trong những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của quá trình điều trị. Thưa quý vị, với bệnh lý suy thận mãn tính, người bệnh cần phải tuân thủ nghiêm chế độ điều trị, đặc biệt trong đó bao gồm cả chế độ dinh dưỡng để tránh tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn. Tuy nhiên, không ít bệnh nhân mắc suy thận khi ở các giai đoạn nhẹ đã chủ quan khiến cho bệnh tình nặng hơn. Để quý vị có thể hiểu rõ hơn về vai trò của chế độ dinh dưỡng cũng như những lưu ý cần ghi nhớ với người mắc bệnh suy thận, chương trình ngày hôm nay sẽ nhận được sự tư vấn từ bác sĩ Lương Thị Minh Phương, phụ trách khoa khám bệnh Bệnh viện Thận Hà Nội. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia phỏng vấn của chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng cho người suy thận trong từng giai đoạn của bệnh ạ. Tùy theo cái giai đoạn bệnh thì chúng tôi cũng đưa ra những lời khuyên. Nhưng mà dựa trên nguyên tắc, đấy là chế độ ăn của bệnh nhân suy thận mà chưa điều trị thay thế. Thì thứ nhất là chế độ ăn giảm đạm, thứ hai là đủ năng lượng, thứ ba là đủ vitamin và khoáng chất. Đấy là những cái mà chúng tôi khuyên bệnh nhân ở tất cả các cái giai đoạn của bệnh trừ khi mà chưa điều trị thay thế. Ví dụ như trường hợp bệnh nhân ở giai đoạn 1-2 là khi mà mức lọc cầu thận
vẫn còn là ở trên mức 60ml một phút trên 1,73m2 da, thì cái lượng đạm hàng ngày của mình là vào khoảng là 0,8 đến 1g trên kg cân nặng một ngày. Đấy. Với bệnh nhân ở suy thận ở giai đoạn 3 là mức lọc cầu thận là từ 30 đến 59ml một phút trên 1,73m2 da, thì lượng đạm là 0,7g trên kg cân nặng một ngày. Còn những bệnh nhân bệnh thận mạn ở giai đoạn 4 trở đi và mức lọc cầu thận mà dưới 25ml trên phút trên 1,73m2 da thì nhu cầu lượng đạm là khoảng 0,6g trên kg cân nặng một ngày. Vâng, có một câu hỏi mà rất nhiều khán giả thắc mắc, đó là những loại thực phẩm nào mà người bệnh suy thận mạn cần hạn chế, thưa bác sĩ? Có những cái thực phẩm mà cũng bệnh nhân cũng sẽ phải hạn chế dùng hoặc là không nên dùng. Ví dụ như là các cái loại rau mà chứa nhiều đạm, như là rau có màu xanh đậm như rau ngót, rau dền, rau muống, các cái loại đậu hạt, giá đỗ là những cái loại mặc dù là thực phẩm nhưng mà nó lại có cái hàm lượng đạm cao. Đấy, các cái loại mà thức ăn mà liên quan đến nhiều phốt pho như là sữa đậu nành, đấy, cũng không nên dùng. Thức ăn mà liên quan đến nhiều lipid tăng cholesterol máu như là phủ tạng động vật, đấy là những cái thực phẩm hạn chế dùng. Còn những cái thực phẩm không nên dùng thì đó là những cái các cái sản phẩm chế biến sẵn như là thịt thun khói hay là các cái thịt hộp, cá hộp. Đấy, ví dụ như là người Việt Nam mình thì cũng có cái thói quen là hay ăn mặn, đấy thì cũng không nên ăn dưa cà muối đấy. Câu hỏi cuối cùng được rất nhiều khán giả quan tâm, đó là những khuyến cáo của bác sĩ đối với bệnh nhân suy thận để quá trình điều trị có thể đạt kết quả cao hơn, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn. Xin được bác sĩ chia sẻ. Với bệnh nhân bệnh thận mạn đến với chúng tôi thì chúng tôi cũng đều đưa ra những cái lời khuyên dinh dưỡng cho bệnh nhân. Đấy là cái tuân thủ chế độ dinh dưỡng đầy đủ theo cái khuyến cáo, theo cái tình trạng bệnh của mình. Và thứ hai nữa là ăn uống thì đa dạng các chất. Bệnh nhân bệnh thận mạn thì không phải là kiêng khem bất kỳ một cái loại nào, nhưng mà mình ăn với một lượng vừa đủ. Và thứ hai nữa là mình có thể là những bệnh nhân bệnh thận mạn vì cái chế độ ăn giảm đạm, cho nên là mình sẽ phải tăng cái lượng glucid và lipid lên. Khẩu phần ăn hàng ngày thì cũng dựa trên cái nguyên tắc là đủ đạm, là đủ năng lượng và các vitamin và khoáng chất. Cái lượng nước đưa vào cũng tùy theo cái mức độ suy thận, nhưng mà cũng dựa trên cái nguyên lý của nó. Đấy là lượng nước hàng ngày thì bằng lượng nước tiểu bệnh nhân đi được 24 giờ trong vòng 24 giờ cộng với khoảng 500 đến 1000ml một ngày. Đấy, 500 đến 1000ml đấy là cái liên quan đến chuyển hóa, như là mình ra mồ hôi hoặc là thông mất nó qua vệ sinh. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng cần là cái chế độ, có chế độ tập luyện là ít nhất tập thể dục thể thao 30 phút một ngày. Và cái chế độ dinh dưỡng và chế độ luyện tập ra thì bệnh nhân cũng là theo dõi tái khám thường xuyên để mình kiểm soát được cái bệnh lý của mình tốt hơn. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích vừa rồi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.